Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cây đu đủ và 30 nguyên nhân khiến cây đu đủ không đầu trái đó các bạn. Nếu các bạn mà đang gặp phải cái tình trạng này á, thì đừng bỏ lỡ cái video này nha. Mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp giúp cây đu đủ của bạn nó sẽ phát triển tốt hơn và ra trái đều đặn hơn. Có nhiều cái nguyên nhân mà khiến cây héo rũ và không ra trái các bạn. Dưới đây là mình nêu đại khái 30 cái nguyên nhân chính nha các bạn. Cái nguyên nhân thứ nhất là thiếu ánh sáng mặt trời, là do các bạn trồng ở dưới tán cây lớn hoặc là gần mái nhà ha, nó thiếu ánh nắng á, nó không quang hợp được thì nó không có tổng hợp được cái chất diệp lục, nó không thể nào mà ra hoa kết quả được các bạn. Cái nguyên nhân thứ hai là thiếu dinh dưỡng cần thiết, đặc biệt là kali. Cái cây đu đủ nó rất cần kali, và cái giai đoạn mà nó chuẩn bị ra bông đậu trái thì nó cần thêm cái bo các anh chị. Nó thiếu hai cái loại này thì nó không thể nào mà ra phân ra qua đậu trái được các anh chị nha. Cái thứ ba nữa là quá nhiều nước hoặc quá ít nước, tức là thiếu nước các anh chị, thiếu nước hoặc dư nước. Nếu mà thiếu nước đó, thì nó khô cằn, nó rụng rụng cái hoa, nó không đậu được cái trái và nó không có tổng hợp được chất dinh dưỡng luôn. Còn mà dư nước thì nó sẽ thối rễ gây giàn lá thì cây nó có thể chết luôn á các anh chị. Cái thứ tư là đất kém thoát nước gây ngập úng, là cái này cũng tương tự như là một phần của cái vấn đề thứ ba nãy á, là nước không thoát được đấy các anh chị. Cái thứ năm là nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Cái cây này đó, nó thích hợp với cái nhiệt độ nhiệt đới của mình ha. Nếu mà các anh chị trồng dùng lạnh quá hoặc là dùng nóng quá thì nó cũng không có tốt cho cái cây, nó không năng suất nó rất là thấp hoặc là nó không thể nào mà ra hoa kết quả được luôn. Rồi cái cây bị sốc nhiệt á các anh chị, tức là các anh chị mà cái dùng mà nó thay đổi nhiệt độ đột ngột, thí dụ sáng á, thì mùa sương nhiệt độ rất là lạnh nhưng mà trưa thì thời tiết rất là nóng, vậy thì cái cây nó sẽ bị sốc nhiệt, nó không thể nào mà nó có nó cho năng suất cao được, không thể nào mà ra hoa được các anh chị nha. Rồi thiếu phân bón hoặc là mình bón phân không phù hợp, nó đang thiếu kali, thiếu bo, mà các anh chị bón đạm nhiều quá thì nó sẽ chỉ tốt lá thôi các anh chị, nó không thể nào mà nó ra trái được. Nên là mình phải bón phân hợp lý cho nó, mình xem cho nó thiếu cái gì, mình phải tìm hiểu, mình trồng nó mình phải tìm hiểu các anh chị nha, để mình biết mình bón phân phù hợp. Cái thứ chín nữa là nó bị nhiễm sâu bệnh. Cái cây đu đủ này á, nó bị rất là nhiều sâu bệnh các anh chị, nó bị nấm ở rễ nè, nó bị vàng lá trái lá nè, nó bị nhành đỏ nè, rồi riệp sáp nè, rồi nó bị cái con ruồi đục quả nè, rất là nhiều cái loại bệnh, nó cũng khiến cho cái trái nó rụng, cái hoa nó rụng không đậu được các anh chị. Rồi cái thứ hai nữa, ở cái vấn đề thứ 10 á, là sử dụng thuốc trừ sâu quá mức. Nếu mà các anh chị sử dụng thuốc trừ sâu quá mức, cái cây nó giống như là bị ngộ độc vậy đó, nó rất là khó, nó không có cho năng suất cao đâu. Mình tưởng đâu mình sử dụng thuốc nhiều để cho sâu bệnh nó không có phát triển, thì đó là cái mặt tích cực một phía thôi, còn cái mặt kia là nó ảnh hưởng các anh chị, nó ảnh hưởng rất là lớn cho tới cái khả năng ra hoa đậu trái của cái cây ha. Rồi cái vấn đề thứ 11 là đất nó thiếu cái vi sinh vật có lợi, tức là cái con trùng con dế rồi các anh chị, nó không có ở dưới đất, nó không có làm tạo cái phân ra để cây nó phát triển, nó không có tươi xốp làm cho cái đất nó quá dẻ đi. Cái dùng đó là không không do anh chị, một phần là do các anh chị sử dụng thuốc trừ sâu quá nhiều, hoặc là đất nó bị chai, các anh chị bón vôi nhiều quá, các anh chị rửa phèn rửa mặn gì đó bón vôi nhiều quá thì cái đất nó chai đi, những cái con vi sinh vật nó chết đi, những con trùng nó chết đi, nó làm cho đất mình nó ngày càng nghèo dinh dưỡng, khó hấp thu cho cây á các anh chị, nên là nó rất là ảnh hưởng luôn. Rồi cái vấn đề thứ 12 là thiếu không khí cho rễ, tức là nó cũng gần giống như vấn đề thứ 11, là do đất không tươi xốp nên là cái bộ rễ nó không thể nào mà hấp thu được cái không khí, nó để nó tổng hợp cái chất dinh dưỡng, tổng hợp cái diệp lục mà nó đưa lên nuôi trái được các anh chị. Cái vấn đề thứ 13 là các anh chị trồng quá gần nhau ha, dẫn đến cạnh tranh dinh dưỡng. Thí dụ các anh chị trồng gần cái gốc dừa, các anh chị trồng gần cái bụi chuối, các anh chị trồng gần những cây đu đủ khác, cái khoảng cách không đúng. Cái khoảng cách chuẩn nhất là giữa cây với nhau là khoảng 2,5 m đến 3 m,
Ha, cái tán cây ấy nó không có đụng nhau mà các anh chị còng gần quá nó cũng ảnh hưởng cái vấn đề này nữa các anh chị. Cái thứ tư nữa là cái pH. pH của đất rất là quan trọng. Nếu pH của đất không phù hợp thì cái cây nó không phát triển được các anh chị nha. Hoặc là cây nó bị tổn thương rễ do côn trùng hoặc nấm bệnh. Ví dụ ở cái vùng anh chị á có cái con chuột hoặc là có con sóc, những con sóc bay nhỏ nhỏ đó nó cắn bộ rễ, nó làm rễ tổn thương ha, rồi bắt đầu cái nấm mốc nấm bệnh đó các anh chị nó xâm nhập vào cái bộ rễ, nó ăn cái bộ rễ rồi là vàng lá trái lá rụng bông thối quả hết đó. Cái vấn đề thứ 16 nữa là quá trình thụ phấn không hiệu quả, tức là thụ phấn này nó có hai loại, thụ phấn tự nhiên và thụ phấn nhân tạo. Nếu các anh chị biết thì mình hoặc là mình tìm hiểu mình thụ phấn cho nó, còn không các anh chị để cho nó tự nhiên tự nó thụ phấn nhưng mà nó không hiệu quả thì nó cũng không đậu trái được nha. Cái thứ tư nữa là do môi trường. Ở cái thứ vấn đề thứ 17 á các anh chị, em nói hơi nhiều nên là nó hơi lộn tí xíu. Vấn đề thứ 17 á, là cái môi trường không phù hợp, mưa nhiều quá hoặc nắng nhiều quá ngay cái giai đoạn ra hoa đậu quả nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của cây. Rồi cái tiếp theo là cái vấn đề thứ 18 là sử dụng cây giống không chất lượng. Cái này là cái ban đầu anh chị chọn mua cái hạt đu đủ hoặc các anh chị lấy cái giống đu đủ từ đâu, cái nguồn từ đâu, các anh chị phải xem xét cho thật là kỹ cây nó có F1 hay không, hay là nó là một cái giống tạp mình lấy đại rồi mình trồng đại trà tới mấy công ha, thì mình phải quan sát cái chuyện này. Cái vấn đề thứ 19 á, là cây tổn thương do gió mạnh. Như cái đầu video nãy em quay cho các anh chị xem á, là cái cây nó bị ngã, nó bật gốc, nó cốc rễ ha, thì nó sẽ hạn chế hấp thu được chất dinh dưỡng, nước, muối khoáng từ đất. Nó làm cho cây ngã đổ rồi thì cái cây nó buộc nó phải rụng bông và nó không có đậu trái nữa đó các anh chị. Cái đó là vấn đề bình thường, ai cũng biết rồi ha. Rồi cái tiếp theo là cái 20. Cái vấn đề thứ 20 là cây đó thiếu canxi trong đất đó các anh chị. Canxi là một thành phần rất là quan trọng để cây nó cứng cáp, nó phát triển và nó ra hoa đậu trái, mà nó thiếu thì nó không thể nào được các anh chị, không thể nào mà tốt cho cây được. Rồi cái 21 là quá thừa nước. Tức là trong cái đất đó các anh chị mà các anh chị trồng ngay cái vùng đó mà nước nó bị ngập, bị úng không thoát được, hoặc là vùng trũng ha, mưa nhiều kéo dài nó ngập, thì nó giống như vấn đề ở trên lúc nãy em nói là nó sẽ bị thối rễ, vàng lá, rụng bông. Cái vấn đề 22 là nó thiếu chất hữu cơ. Các anh chị biết rồi, nó thiếu chất hữu cơ thì cái cây mình không có bón được cái nhiều phân hữu cơ đó các anh chị, nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều. Thường á là khoảng nửa tháng mình sẽ bón phân hữu cơ cho nó lần. Phân hữu cơ đã quay mục như phân trùng quế, phân bò, phân dơi, các loại phân hữu cơ mà mình mua ở chỗ vật tư nông nghiệp vẫn được các anh chị. Mình có cái nào mình bón cái nấy, chứ không các anh chị mà sử dụng phân hóa học cầm cầm á thì cây nó cũng không tốt đâu. Nó ra hoa kết quả một thời gian rồi là nó sẽ bị chai đất, và sau này mình trồng những loại cây khác nó đều cho năng suất kém. Nên là cái phân hữu cơ thì nó rất là tốt cho đất, nên là các anh chị phải thường xuyên bón phân hữu cơ ha. Cái vấn đề thứ 23 là cây bị nhiễm nấm bệnh. Nó bây giờ nó có quá nhiều cái nấm bệnh ha, cái môi trường thời tiết Cây hiện đủ rồi giờ nó bị quá nhiều ngã nấm nè má. bệnh mà các anh chị không sử dụng cái bất kỳ một cái loại thuốc nào để diệt trừ nấm bệnh thì em bảo đảm với các anh chị là nó không thể nào mà cái cây mình nó tốt hoài được. Cái cây á, thì nó mà khi bị thí dụ bị rịp sáp tấn công đi mà các anh chị coi trồng gần quá thì các cây khác nó đều bị lây lan rất là nhanh, cả vườn các anh chị sẽ bị rịp sáp luôn. Do con rịp sáp thì nó cộng sinh với con kiến nó tha con rịp sáp đi, cái chất thải của con rịp sáp thì con kiến nó sử dụng. Nên là khi mà các anh chị phát hiện kiến rịp sáp thì các anh chị phải xử lý liền liền, không ấy là nó ảnh hưởng các anh chị. Cái vấn đề thứ 25 là thiếu sắt hoặc thiếu kẽm trong đất. Hai cái này nó cũng giống giống như con tương tự giống giống như con người mình vậy. Nó thiếu chất dinh dưỡng mình cần phải bổ sung đầy đủ, mà thiếu rồi thì nó một
số anh chị trồng á, thời gian đầu thì thấy rất là ok, rất là ngon, trái rất là nhiều, nhưng thời gian sau nó kém chất lượng, cây không có ra hoa đậu trái nữa, lá vàng, lá sắn, dễ bị sâu bệnh là do nó thiếu những cái chất này nè các anh chị. Mấy cây đầu á, mấy cây đợt đầu á, nó hút hết chất dinh dưỡng rồi, nó hút hết những cái chất này rồi, lúc sau các anh chị không bổ sung cho nó thì chắc chắn nó phải thiếu, là nó thiếu rồi thì cây nó không tốt đó. Rồi cái vấn đề thứ 26 là cây bị cạnh canh do cỏ dại, các anh chị không làm cỏ trong vườn ha, cỏ các anh chị biết rồi, mình không tưới nước, không bón phân nó vẫn tốt tùm hết trơn, mà cái này mình bón phân, mình tưới nước cho đủ đủ nên là nó hút lên nó càng tốt hơn, mà các chị không diệt nó thì nó để nó cạnh canh chất dinh dưỡng rất là nhiều. Cái trường hợp này nhiều khi vô cái vườn đu đủ á, cỏ nó lên tới ngang lưng quần luôn các chị, nên là các anh chị phải xem xét cái vấn đề cỏ dại nha. Có nhiều phương pháp diệt cỏ khác nhau, ở đây em chỉ đề cập cái vấn đề là cỏ dại nhưng mà không có nói là cái cách kỹ như thế nào, các anh chị sẽ tìm hiểu sau giùm em nha. Nó có rất là nhiều loại cỏ mà nhất là cỏ ống đó, các anh chị rất là khó diệt luôn. Cỏ ống nó cái rễ nó rất là sâu, nó có củ nữa, nên là các anh chị phải cẩn thận với cái cỏ này nha. Cái 27 là nước tưới chứa hóa chất có hại, ví dụ các anh chị không tưới nước giếng mà các anh chị tưới nước phân tưa, tức là phân tên đó, nước nước khối, nước máy mình mua đó, nó có rất là nhiều calo ha, các anh chị tưới trực tiếp vô nó không có tốt cho cây chút nào hết, đặc biệt là các anh chị mà trồng ở sân thượng, trồng ở trên lầu đó, trồng trong chậu rồi đó, là nó sẽ ảnh hưởng, em bảo đảm là nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái cây luôn á, do nó có nhiều calo trong cái nước, nên là trước khi mà mình tưới á, là mình phải để lắng nó khoảng 3 ngày, mở nắp đó, cho nó bay hết cái cà lo đi rồi mình hãy dùng cái nước đó mình tưới các anh chị. Còn các anh chị mà tưới bằng nước nước giếng hoặc là cái dùng nước ngọt á, nước sông rồi á thì ok, không sao hết nha. Rồi cái 28 là bón phân sai thời điểm, tức là cái lúc mà nó cần á thì anh chị không bón, các anh chị bón cái lúc mà nó không cần, nó dư giả rồi các anh chị vẫn bón là nó có thể chết cây luôn, các anh chị bón không đúng là nó chết cây luôn. Cái vấn đề 29 là đất bị nén chặt, rễ không phát triển được, tức là đất nó quá dẻ đi, thí dụ cái chỗ đó là cái nền của các anh chị mà cột trâu cột bò hoặc là người ta đi tới lui nhiều, xe chạy nhiều, sau này không có làm những cái chuyện đó nữa, các anh chị đem trồng cây đu đủ ở đó thì em bảo đảm các anh chị nó không phát triển được, rễ nó không đâm xuống đất được và nó không hút được chất dinh dưỡng, nó có sống được đi nữa nó cũng èo uột suy dinh dưỡng, nhìn thấy ghê lắm các anh chị ha. Rồi cái vấn đề cuối cùng là vấn đề 30 đó các anh chị, là cái cây nó bị ngộ độc phân bón, các anh chị nghe người ta chỉ, các anh chị bón phân từ lưa hết trơn, ai chỉ gì bón nấy, ai chỉ lân bón lân, ai chỉ kali bón kali, ai chỉ đạm bón đạm, ai chỉ NPK ba loại gì bón hết đó, rồi nghe em nói hôm nay nữa cái bón thêm cái nữa, nên là nó sẽ bị ngộ độc phân bón, nó cũng ảnh hưởng tới cây luôn các anh chị, nên là các anh chị mình á là nhớ giùm em là hãy tìm hiểu kỹ trước khi mình trồng một loại cây gì, đặc biệt là cây đu đủ này ha, dễ mà dễ là do mình biết, còn mà nó khó là do mình không biết thôi các anh chị. Rồi, hy vọng cái thông tin này giúp các anh chị hiểu rõ hơn về cái nguyên nhân tiềm ẩn và tình trạng cây đu đủ của mình, các anh chị xem xét coi nó lọt vô cái trường hợp nào để mình biết nguyên nhân và mình khắc phục nó nha các anh chị. Rồi em cảm ơn các anh chị đã theo dõi đến hết cái video này nha. Hy vọng những chia sẻ về 30 nguyên nhân khiến cây đu đủ mà không đậu trái nè sẽ giúp cho các anh chị hiểu rõ và tìm ra cái cách khắc phục. Nếu thấy mà cái video này hữu ích á, đừng quên nhấn like, chia sẻ cho bạn bè và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hữu ích tiếp theo. Hẹn gặp lại các anh chị trong video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.